Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Hôm nay thì tôi sẽ ghép 8 cái bình này lên 24. Thì cái cách câu song song và nối tiếp 8 cái bình này lên 24 thì cách này vài tuần tôi có làm một cái video để chia sẻ cho anh em cái cách câu 8 bình này rất là chuẩn lên 24. Thì tôi câu thì tôi dùng những cái dây điện như thế này nè anh em. Đó thì tôi có câu thì cái cách câu như thế nào á, mấy tuần trước thì anh em có thể là xem trên cái hình ha. Đó rồi, còn hôm nay á thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái cách bố trí và sắp xếp của tôi á, tôi thay thế những cái cọng dây điện đó, đây là bằng những cái đây là những cái thanh nhôm nha anh em. Nhôm này thì cái thanh nhôm này tôi cắt từ cái cây thước hồ á. Đó tôi cắt từ cây thước hồ ra đó. Đây anh em, đó tôi cắt từ cái cây thước này ra nè. Cái này nó bằng nhôm đó, thước hồ bằng nhôm. Thì loại bằng nhôm này nó dẫn điện cũng tốt lắm, nhưng mà nó tản nhiệt cũng tốt đó. Thì cây nhà lá dừa có chi dùng chi, thì cái cách làm và cái cách bố trí sắp xếp của tôi, tại vì trước đó tôi có chia sẻ cách câu thì có anh em nói này anh em nói khác đó, nhiều anh em đó, mỗi người mỗi ý. Thì anh em nói câu chuẩn, nhưng mà cách bố trí dây của tôi á, nó rất là rườm rà, nó rất là phức tạp, nhìn nó vô nó không có cái nét thẩm mỹ. Thay vì ví dụ như mình bố trí sắp xếp cái đường dây nó đẹp đẽ hơn, kết hợp và cái kèn câu đúng và câu chuẩn. Cái thứ hai, bố trí dây sắp xếp sao mà coi cho nó được cái con mắt á, có thẩm mỹ một tí đó. Thì anh em có anh nói vậy anh nói khác, thì qua những comment đó thì tôi mới rút ra được một cái bài học kinh nghiệm đó. Thì mình đúc kết cho mình, thì tôi cũng làm những cái này đó, làm những cái này. Thì hôm nay cái cách câu của tôi thì nó cũng tương tự là chuẩn đúng ha, nhưng mà cái mình dùng những cái thiết bị khác để kết nối những cái bình này song song và nối tiếp lên 24, nhìn nó có một cái thẩm mỹ một chút và đẹp đó. Là quan trọng nhất cái là nó phải chuẩn và đúng đó, nó không có rườm rà như kỳ trước nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành nha. Rồi đây anh em, tôi đã vừa kết nối xong. Thì đó, anh em nhìn tổng thể như thế nào? Anh thấy anh em thấy có đẹp hơn trước nhiều hay không? Đó. Thì cái cách câu bình như thế này thì câu nối tiếp ha. Thì ở đây vừa câu song song mà vừa câu nối tiếp. Đó, những đây là những cái thanh nhôm, thì thanh nhôm nó truyền điện cũng rất là tốt. Đó thì những cái thanh này tôi chế chứ mua không cái không có ha anh em. Đó thì bên đây cũng vậy. Đó thì cái cách bố trí đây nè. Đó, đây ra có đưa một cái con bù lon 8 ly nè, để mình kết nối ra tải, hoặc là mình ra tải bên đây. Bên đây thì cái điểm dương của bình 24 ha. Đó, còn bên đây là cái điểm âm của bình 24, thì nó cũng tương tự như bên kia. Thì đây ra có một bù lon nè, để mình kết nối ra tải chỗ này và sạc vô hai chỗ này. Còn ngay cho điểm giữa này vừa câu song song một dải 4 cái. Đó, bên đây cũng vậy, mà vừa song song mà vừa nối tiếp lên. Thì cái cách câu và sắp xếp bố trí nó rất là coi như rất là đúng, rất chuẩn, rất là đẹp, rất có cái thẩm mỹ. Đó là như thế này, tại vì câu anh em có mỗi người mỗi cách câu khác nhau, nhưng mà cái quan trọng của tôi là quan trọng nó phải là an toàn, là đi đâu cứng chắc, truyền điện cho tốt đó. Thì tôi có chia sẻ qua những video trước thì có anh em nói về anh em nói khác chuẩn, nhưng mà cách bố trí dây nó không có được đẹp. Thì hôm nay á thì theo cái cách này á, cái cách câu thì tôi cảm thấy là nó đúng rồi, song song và nối tiếp 8 cái bình này nó đã đúng ha, chuẩn đẹp ok rồi đó. Nhưng mà không biết đây là những cái thanh nhôm nè anh em, đó thì cái cây thước nhôm mà, thì không biết nó truyền điện, nó dẫn điện có tốt hay không, nó có tốt hơn là những cái
cái điện trước hay không, thì cái đó thì khi mà tôi sẽ đưa vào sử dụng rồi tôi sẽ đánh giá tiếp hay nè, tôi sẽ chia sẻ tiếp cho anh em á. Còn bây giờ á, là như thế này đã đẹp đã chỉnh rồi đó, thì như anh em đã thấy ha. Đó rồi, thì bây giờ để tôi lấy cái con 3 trong 1 này ra và cái luôn cái mạch cân bằng đó. Thì cái mạch cân bằng thì tương tự, bây giờ mình bắt về vô đây, mình phan bắt cái điểm vô đây cũng được ha, ngay chỗ giữa này rồi, ok. Đó thì còn hai cái còn lại thì mình cũng cho vào đây đó. Rồi anh em à, tôi đã kết nối cái con 3 trong 1 như thế này vào bên cái hệ bình câu nối tiếp ha. Đó thì ở đây thì cái con này 3 trong 1 là tích hợp sẵn sạc MVT ha, tôi chưa khởi động kích lên để tôi mở lên nè. Đó, điện lên rồi thì đó, cái cọng dây dương đó ngay chỗ giữa bên này ha. Đó, tôi làm cái dạng như này, tôi cũng cắt cái chữ V nè, đó ngay giữa ha. Đó thì bên đây còn lại cái cọng dây dây âm của bình đó. Rồi thì sẵn là kết nối luôn cái con cân bằng đó. Thì tôi đã cũng kẹp hai cái bình ý hai cái đồng hồ đo áp vào đây luôn đó, kẹp ở đây nè. Đó thì cái cách này thì anh em thấy không, nó rất là thẩm mỹ đúng không, chuẩn chuẩn men luôn ha. Đó thì để không biết về cách câu như thế này, không biết thì anh em nào còn ý kiến gì nữa thêm thì hãy bổ sung thêm bằng cách comment dưới phần bình luận của video ha. Đó rồi thì bây giờ còn cái cọng dây trắng của cái mạch cân bằng này, tôi ví dụ như bắt bên đây cũng được, bắt thôi bây giờ tôi quất ngay giữa luôn đó cho nó ấy ha. Rồi như thế này, đây tôi dùng cái con vít này nè anh em, xấy nó vào đây luôn, bắt nó luôn. Ok. Rồi, như là cái mạch cân bằng thì nó có 3 cộng điện ha, cộng đỏ thì bên cái nó tiếp điện bên cái cực dương của hệ 24, còn cái cộng đen thì nó tiếp điện bên cái cực âm của 24, còn cái cộng trắng thì nó tiếp điện giữa hai cái âm và dương câu nối tiếp lên, thì mình quất ngay giữa, hoặc là cái này mình câu đây cũng được, câu bên đây cũng được, hai bên cũng được, nhưng mà thôi mình chơi ngay giữa luôn đi, nó ngay giữa luôn cho nó đều ha, để nhầm khi bên đây ít bên đây nhiều sợ phân bì qua lại không được, quất ngay giữa luôn đó, là như thế. Rồi thì cái cách câu 8 cái bình vừa song song mà vừa nối tiếp lên 24 đó, thì cái cách này tôi thấy là nó vừa chuẩn vừa đẹp vừa thẩm mỹ nhất rồi, không biết còn anh em nào chê khen gì nữa không đó, chứ riêng tôi thì không còn cách nào nữa đó. Thì tại vì cái đường dây pin á, nối vào cái con kit này nó hơi ngắn nên tôi không có nối vào, nó xa lúc kia tôi đặt cái tổ bình ở đây nó hơi xa, biết hồi trước khi tôi làm video thì tôi đặt xe cái bình lên kia được quá đó, để kết nối cho pin nó sạc vào luôn cũng được, nhưng mà không, thì sau video này thì cái bộ này tôi cũng đưa vào sử dụng rồi đó, tôi cũng đưa lên kệ luôn đó. Rồi còn cái cách mà làm mấy cái thanh này nè anh em, tôi cũng có quay lại video, thì cái đoạn video đó tôi quay rất là dài, nhưng mà bây giờ tôi sẽ tua nhanh nha anh em đó, tôi tóm tắt lại nhanh trong vòng có chừng 5-7 phút gì đó đó, cho anh em xem cái cách mà tôi gia công những mấy cái thanh nhôm này ha anh em đó, mình xem qua. Thank you.
Bây giờ thì tôi cũng xin tạm dừng video. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng cái chuông rung á, để tôi có những cái video thì anh em sẽ nhận được video mới nhất của tôi. Thì tôi cũng xin hỏi đáp về điện năng, góp ý và chia sẻ cùng với anh em, vừa góp ý vừa học hỏi thêm cũng từ anh em. Tôi biết gì tôi chia sẻ thêm, anh em biết gì anh em cứ đóng góp thêm bằng cách comment dưới cái phần bình luận video này. Còn bây giờ thì tôi xin nói lời tạm biệt. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.